Xin chào các bạn, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Mỹ cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và đến với chương trình hôm nay, Tân Đại Dương sẽ giúp các bạn tìm hiểu về tiểu bang New York. Thì tiểu bang New York là một tiểu bang của Hoa Kỳ. Tiểu bang New York giáp với các bang khác của Hoa Kỳ là Vermont, Massachusetts, Connecticut về phía đông, giáp với hai bang New Jersey, Pennsylvania về phía nam, đồng thời giáp với hai tỉnh của Canada là Quebec và Ontario về phía bắc. Tiểu bang New York là tiểu bang có dân số đông thứ ba tại Hoa Kỳ. Thành phố New York là thành phố lớn nhất tiểu bang, đồng thời cũng là thành phố lớn nhất nước Mỹ. Thành phố này được biết đến như là cửa ngõ cho dòng người nhập cư vào nước Mỹ trong lịch sử và ngày nay phát triển thành một trung tâm thương mại, tài chính, văn hóa lớn của thế giới. Tuy nhiên thì thủ phủ của tiểu bang New York lại nằm ở thành phố Albany. Tiểu bang New York thì thường được liên tưởng đến với thành phố New York sôi động và hiện đại, đặc biệt là những tòa nhà trọc trời tại khu Manhattan, nhưng mà phần lớn diện tích của tiểu bang New York lại là những đồng ruộng, cánh rừng, núi và sông hồ. Khu công viên Adirondack là khu công viên rộng nhất trên toàn nước Mỹ, nếu không tính Alaska. Thác nước Niagara hùng vĩ chảy từ hồ Erie sang hồ Ontario là một địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Sông Hudson chảy qua phần lớn phía đông tiểu bang ra Đại Tây Dương. 4 trong 5 khu vực của thành phố New York nằm trong 3 hòn đảo ở cửa sông Hudson. Và phần lớn khí hậu của tiểu bang New York thuộc kiểu ôn đới lục địa ẩm, là dạng khí hậu chủ yếu ở các bang thuộc khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ. Vùng này chịu ảnh hưởng của 3 dòng không khí chính là dòng không khí lạnh và khô từ vùng nội địa Canada thổi xuống, dòng không khí ấm và ẩm ướt từ vịnh Mexico thổi lên và dòng không khí từ Đại Tây Dương thổi vào, tạo ra điều kiện thời tiết mát mẻ và nhiều mây ẩm. Sự phối hợp của những dòng không khí này khiến cho thời tiết của New York diễn biến phức tạp và khó dự đoán. Những trận bão từ Đại Tây Dương cũng ảnh hưởng rất lớn đến thời tiết của tiểu bang. Nhìn chung thì khí hậu của tiểu bang New York khá trong lành, với rất nhiều rừng cây kèm theo việc chuyển đổi sử dụng nguồn năng lượng nhanh, nên là New York hiện đang xếp thứ 46 trên tổng số 50 bang của nước Mỹ về lượng không khí nhà kính bình quân đầu người. Và đó là một vài thông tin cơ bản về tiểu bang New York. Mọi thắc mắc về thủ tục du học Mỹ thì bạn hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ về du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng có cuộc trò chuyện ngắn với bạn Thảo Vi vừa nhận được visa du học Mỹ. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Thảo Vi nhé. Chào Thảo Vi. Dạ, em chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em cho các bạn được biết. Em tên là Thảo Vi, em học lớp 11 tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du. Sở thích cá nhân của em là em rất thích chơi đàn piano và em đã học đàn gần 10 năm rồi. Wow, 10 năm, thì chắc cũng là cao thủ lắm đây. Cho chị hỏi em là hôm nay thì Thảo Vi đi phỏng vấn với ai em ha? Dạ, em đi phỏng vấn với ba. Ba? Dạ. Em không bị, em vẫn học tiếp trung học phổ thông. Em học ở trường Memorial High School ở Houston, Texas. Trường của em thì có gần 50 năm kinh nghiệm. Trường thì cũng gần 100 học sinh. Và nó từng được Tổng thống Bush công nhận. Trường đạt chất lượng cao, có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí. Mà trường là không phải là một ngôi trường bình thường, mà nó cũng là một ngôi nhà chung cho tất cả các học sinh đến từ 30 quốc gia khác nhau. Em học tiếng Anh Mỹ cũng lâu rồi, nên là em muốn phát triển nó, với lại nền giáo dục ở Mỹ cũng tốt nữa. Thời tiết cũng ở Houston cũng tương đối là khá giống Việt Nam, nên em cảm thấy thoải mái. Và em cũng có người nhà bên đó, nên là sẽ tốt hơn cho việc đi học. Em học 4 năm ở trường Houston, học University, học về ngành Business, rồi em sẽ về Việt Nam. Dạ, là Thảo Vi có giới thiệu là mình có người thân bên đó. Dạ. Thì qua đó mình có ở chung với người thân không? Dạ có. À, mình ở chung luôn. Dạ. Rồi, cho chị hỏi thêm nữa là cái cảm nhận của Thảo Vi khi mà làm hồ sơ cho Tân Đại Dương thì như thế nào em? Dạ, em cũng rất là thoải mái. Mấy từ đầu tiên là em được học với anh Khôi. Anh Khôi thì chị giảng dạy rất là tận tình.
trong quá trình học thì anh cũng kể mấy cái chuyện vui, cũng rất là học, mình học với nhau rất là thoải mái. Chị Thúy thì chỉ tất cả các hồ sơ cho em thì cũng dễ chịu, mà trước khi đi phỏng vấn thì em học với anh Bảo Anh. Anh Bảo Anh chỉ rất là trước khi phỏng vấn thì em rất là sợ đi phỏng vấn, mà sau khi học với anh Bảo Anh thì em hết sợ. Mà chị thấy đó là không phải tâm lý của riêng Thảo Vy, mà chị thấy tâm lý của tất cả các bạn sau khi học xong với anh Bảo Anh thì cảm thấy là tự tin hơn. Dạ. Thì bây giờ Thảo Vy có còn cảm thấy run không? Dạ không, hết run. Chị cảm ơn những chia sẻ của Thảo Vy. Và chúc cho cái kế hoạch học tập của em sẽ thành công ha. Dạ, em cảm ơn chị. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe Thảo Vy chia sẻ về cái quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các bạn du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.